Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hugo Quỳnh. Thì hôm nay Hugo sẽ cùng các bạn leo rank đấu trường với đội hình tướng Kree. Cái trong sao hiện tại này yêu cầu đó là Death Anh Hùng. Có nghĩa là những anh hùng mà thuộc cái sát thương vật lý ấy các bạn. Cái tăng cường ở đây là chỉ số HP tối đa 50% và chỉ số chí mạng 75%. Thì những cái anh hùng vật lý này bình thường á thì máu nó cũng hơi trâu so với những con tấn công phép, và sát thương thì nó sẽ yếu hơn những con phép. Tuy nhiên nó cũng thuộc cái nhóm sát thương rất là lớn rồi. Ở đây nó cho các bạn 75% chí mạng, có nghĩa là nó tăng cái tỷ lệ chí mạng lên. Thì sẽ làm cho những cái đòn đánh của mình hiệu quả hơn ha. Những con tướng được buff ở trong sao lần này bao gồm con thợ săn thú nè, con sát thủ diệt ma, con dạ ưng, con kẻ lừa đảo. Thông thường Huga sử dụng kẻ lừa đảo đó là Huga sử dụng cái ulti của nó là cái kiểu mà hiệu ứng đó, là nó làm cho đối phương không thể hồi MP. Nhưng mà ở chùm sao lần này á, là nó có tăng cường thêm cái chỉ số chí mạng 75%, cho nên là các cái đòn đánh của kẻ lừa đảo ở chùm sao lần này phải nói là rất là mạnh luôn nha các bạn. Con tướng tiếp theo được buff đó là con Quyết Lôi. Ngoài ra còn có các con như là thợ săn thần chết, bóng, con quả đen. Quả đen cũng là một trong những con tướng đáng chú ý ha. Thôi mình sẽ cùng các bạn sắp cái đội hình phòng thủ nha. Mình ở đây mình sẽ chọn con kẻ lừa đảo, một trong những con tướng có thể là mạnh mẽ ở chùm sao lần này. Ở chùm sao lần này các bạn có thể không dùng qua tiên hồi máu cũng được. Qua hồng thì mình phải dùng để làm tăng, rồi sát thủ diệt ma, thợ săn thú. Có thể là mình dùng thêm thợ săn thần chết hoặc là con quả đen đi. Ok, đây có thể là cái đội hình phòng thủ tốt ở chùm sao lần này. Ôi, cái trận đầu tiên Huga chọn cái đội hình sở hữu 3 con tướng mua, mà trong đây những cái con này là những con thường xuyên gây hiệu ứng và rất là khó chịu cho các bạn luôn. Mình sẽ chọn nó để đối đầu đầu tiên ha. Mình sẽ chọn con hiệp sĩ hoa hồng làm tăng nhé, rồi con hoa tiên để hồi máu. Nếu bạn nào có thợ dệt chi thức có thể dùng thợ dệt chi thức ha. Mình ở đây thì mình ưu tiên tướng Ri, con thợ săn thú, con kẻ lừa đảo, một trong những con tướng có thể gây đột biến ở trong sao lần này, và con quả đen. Ok, triển khai. Ôi, kẻ lừa đảo của mình đó, nó sẽ có một cái lượng sát thương phải nói là lớn ở trong sao lần này, và kèm theo đó hiệu ứng của nó thì không thể bàn cãi rồi. Sát thủ diệt ma đã quay sang bắt con hoa tiên của mình, kẻ lừa đảo nó đang tấn công sát thủ diệt ma với những cái đòn đánh rất là linh hoạt các bạn. Ôi, sát thủ diệt ma chỉ còn một xí máu thôi. Chết mày chưa, cảm giác như bị outrun vậy. Quá luôn, cái đội hình của mình ở đây quá mạnh. Ấy da, ba con tướng mua mà gần như là không có đất dụng võ dầm sao lần này luôn. Huga đã giành chiến thắng ở trận đầu tiên nhé. Đội hình Huga chọn đối đầu tiếp theo là một cái đội hình sở hữu 4 con tướng mua và một con người cây. Thì 5 con tướng này đều rất là khó chịu các bạn. Mình sẽ chọn con hiệp sĩ hoa hồng qua tiên. Mình chọn lại giống cái đội hình đầu tiên đi các bạn, tại vì mình nghĩ là cái đội hình đầu tiên nó sẽ hiệu quả để khắc chế đội hình này nhé. Ok, triển khai. Ở đây nó có con hộ vệ gừng già, một trong những cái con phải nói là khó chịu ở trong sao lần này, cho nên là mình đang có lợi thế về HP, cho nên mình quyết định là mình sẽ chọn ba con được búp ở trong sau lần này để khi mà hộ vệ gần già của nó sức chiêu thì mình không bị mất mạng quan uổng ha. Ulti đến từ quả đen. Mình đã bị con búp bê phù thủy khống chế rồi các bạn. Qua tiên của mình ra đi, hiệp sĩ hoa hồng cũng đã ra đi. Thợ săn thú ăn gỡ lại. Hộ vệ gần già, chết mày nè, hộ vệ gần già. Con hộ vệ gần già thực sự là rất là một trong những cái con mà mình rất là cay. Ulti của nó sức rồi. Ý da. Nói chung lại cái trận này thì đánh nó làm như nó cân bằng hơn cái trận vừa rồi ha. Đội hình thứ ba mình chọn là một cái đội hình phải nói là rất là mạnh các bạn. Cái đối thủ của mình đã chọn những cái con tướng mạnh nhất trong sát thương vật lý và họ được búp trong chùm sao lần này ha. Mình sẽ chọn hiệp sĩ địa ngục, hiệp sĩ hoa hồng. Tại vì mình có tới đối đầu tới ba con sát thủ nên mình phải dùng hai tăng. Ít nhất là hai con tăng để phòng thủ. Mình không cần dùng hoa tiên. Tại vì đội hình này coi như là đánh chết bỏ các bạn. Mình chọn kẻ lừa đảo nữa nè, thợ săn thú nè. Một vị trí còn lại có thể Huga sẽ chọn con quả đen. Ok.
bên kia thì nó có bốn con rất là mạnh, con nào cũng sát thương lớn kìa. Các bạn thấy mà con sát thủ diệt ma nó qua nó cùng sát cái con hiệp sĩ hoa hồng của mình ghê chưa. Con huyết lôi thì nó đánh gần chết con hiệp sĩ địa ngục rồi. Hiệp sĩ địa ngục thì không sao các bạn, nó có tới hai cái mạng lận. Đấy, hy sinh một mạng rồi nó hồi sinh lại tiếp. Chết đó, tiếp tục hồi sinh. Còn con bóng, bóng là một trong những cái con gây sát thương cũng lớn, nhưng mà do cái nhược điểm máu mỏng cho nên ít được chọn trong đấu trường ha. Chết mày chưa. Rồi, Huga đã giành thắng lợi ở cái trận này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.